Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Cường. Tại sao chúng ta nên sử dụng Minivit trong niềng răng để tăng hiệu quả tối ưu? Các bạn đã từng nghe đến việc niềng răng phải sử dụng Minivit chưa? Trong video này bác sĩ Cường sẽ giải thích cho các bạn là những trường hợp nào thì chúng ta cần dùng Minivit để giúp chúng ta có một nụ cười trở nên đẹp hoàn hảo mà hiệu quả một cách tối ưu nhé. Minivit là những trụ hình xoắn ốc bằng titan sẽ có tác dụng là trong việc chỉnh nha, hỗ trợ cho tăng hiệu quả chỉnh nha. Thông thường sẽ có kích thước là từ 0,8 đến 1,6mm đường kính nhân với chiều dài từ 8mm đến 12mm. Minivit có ứng dụng trong những trường hợp nào? Thường Minivit sẽ được ứng dụng trong những trường hợp là di chuyển các răng, đặc biệt trong những trường hợp mà giúp di xa các răng. Ngoài ra, Minivit còn có tác dụng trong những trường hợp mà bạn bị cười hở lợi. Khi mà chúng ta cười hở lợi quá nhiều, chúng ta có thể sử dụng Minivit để đánh lún các răng lên là chúng ta sẽ hết bị cười hở lợi. Thứ ba là tác dụng Minivit sẽ có những tác dụng là kéo lùi toàn hàm. Đây không khác gì là một cái trường hợp mà như chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Trong những trường hợp mà chúng ta bị hô toàn hàm, hoặc là trong những trường hợp chúng ta bị móm hàm trên mà hàm dưới bị đưa ra quá nhiều, thì bác sĩ sẽ có chỉ định là cấy Minivit để kéo lùi toàn hàm dưới. Hoặc trong những trường hợp mà chúng ta bị hô, bác sĩ sẽ chỉ định là cấy Minivit để kéo lùi hàm trên, hoặc là kéo lùi đồng thời cả hai hàm. Như vậy sẽ tạo ra được một cái góc nghiêng thẩm mỹ. Các bạn có thể hình dung nhé, chúng ta có một cái đường thẩm mỹ như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng Minivit thì cái phần toàn bộ xương hàm dưới của chúng ta cũng như là hàm trên sẽ di chuyển được về sau, và chúng ta sẽ thấy là cái đường thẩm mỹ chúng ta sẽ được cải thiện lên rất nhiều. Ngoài ra Minivit còn có những cái công dụng khác, ví dụ như là làm chồi răng, làm nghiêng răng và dựng trục răng chẳng hạn. Đồng thời cũng có những cái công dụng lớn hơn, ví dụ như là đánh chồi hoặc lún toàn hàm. Đây đều là những cái công dụng giúp hỗ trợ quá trình chỉnh nha hoặc là sau chỉnh nha để đạt những cái kết quả mong muốn, đưa lại cái vẻ đẹp hoàn hảo hơn về cả mặt chức năng ăn nhai cũng như là về thẩm mỹ. Lợi ích của Minivit thần kỳ như thế nào? Khi mà các bạn trước đây các bạn chỉnh nha thì các bạn sẽ phải sử dụng các răng hàm ở phía trong để làm neo chặn, giúp di chuyển các răng ở phía trước ra phía sau, đồng thời sẽ làm cho các răng ở phía sau cũng bị di chuyển ngược trở lại. Nên các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cái Minivit để tạo ra những cái neo chặn tuyệt đối, giúp di chuyển các răng, nhóm răng ở phía trước hoặc di chuyển toàn hàm mà không làm cho các răng hàm bị di chuyển ngược trở lại, không gây ra những cái biến chứng không mong muốn. Chính những cái ưu điểm trên làm cho Minivit ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong chỉnh nha. Một câu hỏi đặt ra là cấy Minivit có đau không? Thì rất nhiều người nghĩ là cấy một cái vít vào xương hàm thì sẽ rất là đau. Tuy nhiên là xin nói luôn với các bạn là đây là Minivit nhé, và cái kích thước của nó sẽ tương đối là nhỏ, và khi mà cấy Minivit chúng ta thực hiện đúng quy trình thì thường là chúng ta sẽ chỉ có cảm giác đau nhẹ trong ngày hôm đầu thôi. Các bạn chỉ cần sử dụng một cái lượng thuốc tê rất nhỏ và đặt cái Minivit vào phần xương hàm rất nhẹ nhàng. Dựa trên những cái lợi ích thần kỳ của Minivit như vậy thì nhiều người hỏi là liệu Minivit có đắt không? Thì thực tế ra thì Minivit với chi phí thường là không cao, từ 1 đến 3 triệu đồng thì các bạn đã có một cái công cụ hữu hiệu để giúp di chuyển răng một cách hiệu quả và mang lại lợi ích hoàn hảo, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Trên đây là những cái lợi ích tuyệt vời của Minivit trong chỉnh nha. Nếu các bạn được bác sĩ chỉ định thì các bạn cũng đừng quá lo lắng,
và hãy thực hiện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like và chia sẻ giúp bác sĩ Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.